Lúc 10 giờ ngày 21 tháng 11, tàu cảnh sát biển 4034, hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa 14 ngư dân trên tàu cá BD98268 TS bị nạn vào đất liền an toàn. Trước đó vào lúc 2 giờ ngày 20 tháng 11, tàu cá BD98268 TS đang hoạt động tại vùng biển cách đông bắc đảo Phú Quý, Bình Thuận khoảng 92 hải lý thì bị phủ nước, chìm tàu. Trên tàu có 14 lao động. Sau 8 tiếng bị nạn trên biển, 14 ngư dân trên đã được tàu Ba Gian, quốc tịch Đức, hành trình từ Trung Quốc đi Singapore vớt được. Nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã điều động phương tiện đón 14 ngư dân bị nạn. Đến 5 giờ 45 ngày 21 tháng 11, tàu Cảnh sát Biển 4034 đã tiếp cận được tàu Ba Gian tại khu vực biển cách đông nam mũi Vũng Tàu khoảng 30 hải lý và tiến hành tiếp nhận 14 ngư dân lên tàu, bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết phức tạp, sóng gió cấp 6, 7, biển động. Hiện tại sức khỏe của các ngư dân ổn định tốt.